chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu cho các bác tham khảo nguyên một bộ dàn karaoke cho các bác xài gia đình thì rất hay các bác nhé. Bao đánh căng, hát karaoke chơi mọi dòng nhạc cho em các bác nhé. Đánh uy lực luôn cho các bác với một bộ dàn này. Một bộ dàn này em lên cho các bác toàn những thiết bị gọi là chơi phải có chất lượng luôn cho các bác nhé. Cam kết về mặt chất lượng cho các bác mà phải hay luôn. Hát thì phải hay sang 10 nhà hàng xóm luôn các bác nhé. Mà bộ này trong tầm tiền cho các bác chơi thôi, nó không cao quá cho các bác. Đấy, các bác để đây là dàn máy của em này. Gồm một đôi loa 30 phun từ neo này và một trầm nhá, một trầm điện 40 GCF. Đấy, bây giờ đi vào giới thiệu chi tiết đi, giới thiệu từng thứ một nhá, rõ ràng rành mạch luôn cho các bác xem nhá. Đấy. Về phần mặt dàn máy, em giới thiệu dàn máy trước nhá. Dàn máy thì em sử dụng toàn bộ là đồng bộ thiết bị của đề BA Acoustic nhá. Sử dụng đẩy hai kênh luôn này. Con đẩy này có mã là B2008 này. Nói chung đây là hàng chính hãng của DB nhá, hàng chính hãng DB. Cái hàng DB là nó nhập những cái linh kiện để làm dàn máy này rất tốt các bác ạ. Vậy gọi là rất là xịn sò đúng không nhá. Dùng bao bền cho các bác và đánh dàn máy này đánh rất khỏe này. Đẩy hai kênh này, 800W một kênh này. Ok chưa các bác? Ở đây em sử dụng một con vang cơ của DB KM320, con vang này thì đầy đủ chức năng này, bắt Bluetooth rồi cổng quang rồi là AUX đầy đủ nhá. Đây là các đường chỉnh echo này, mic này, music này. Nói chung là các bác mua về thì em sẽ chỉnh sẵn cho các bác, về chỉ việc xài thôi. Ok chưa các bác? Ở dàn máy nếu mà muốn hay hơn và tròn trịa và đánh lực hơn thì kết hợp với con nâng tiếng thôi nhá. Con nâng tiếng DAC6S. Mục đích của nâng tiếng là nâng lên, nâng tiếng nhạc lên cho khỏe hơn. Khi hát thì nó cũng rất hay hơn các bác nhé. Và ở đây em sử dụng cái mic không dây DB Acoustic 450 2 la mã. Con mic này thì tiếng rất hay nhá. Đây em thử tiếng mic cho các bác luôn nhá. Ở video này em sẽ không test karaoke các bác nhé, tại vì hát một bản karaoke em rất sợ bản quyền đăng lên YouTube, bản quyền nó sẽ xóa kênh các bác nhé, nên em không test hát nhá. Em chỉ thử tiếng mic mộc nhá. Đây các bác nhá. Các bác nghe tiếng mic mộc cái này em đã chỉnh hết rồi. Alo. Các bác nghe tiếng gì này? 1267. 1267. Các bạn tiếng mic rất hay luôn. Rõ ràng rồi các bác nhá. Khi các bác hát nó rất là phát. Nói chung là về khoản karaoke gia đình mà các bác chơi dàn này như thế này em có đánh giá là quá đắt chất cho các bác rồi. Đấy. Đấy dàn máy các bác nhá. Ví dụ bác nào mà mua lẻ, bóc lẻ, mua lẻ cái dàn máy này em vẫn bán nhá. Mua nguyên cái dàn máy em vẫn bán, hoặc bóc lẻ mua từng thiết bị em cũng bán. Đấy, một lẻ đôi loa hoặc là cục súp thì cũng bán luôn. Thích cái gì thì bán cái đấy. Ok chưa các bác? À, về đôi loa. Đôi loa thì các bác nhìn để ý cho em. Đây là một đôi loa full 30. Đôi này thì em có dựng loa rồi nhá. Em có dựng, em giới thiệu rõ nội thất bên trong rồi nhá. Và cục súp 40 giờ xếp. Tại vì ở đây là em ghép, em lưới, đóng hết lưới rồi. Đóng hết lưới rồi này. Không thể nào mà xem được củ bát với cả bên trong loa bát, loa chép phân tần ra sao. Thì thế thì em cho các bác xem qua hình ảnh nhá. Toàn bộ là thùng loa sơn sần chống nước này. Súp xiếc này rất là đẹp các bác nhá. Mỹ mãn luôn. Nói thế là các bác hiểu rồi các bác nhá. Súp đây. Đây nhá, đôi loa. Đôi loa với cả cục súp thì em cho các bác xem qua hình ảnh nhá. Sau đó là tí nữa sẽ mở lại nhạc nhá. Đôi loa đây. Đôi loa đây các bác nhá. Lóa quá nhỉ. Hơi lóa. Đợi em tí nhá. Lóa quá. Lóa lắm các bác ơi, đợi tí. Để chỉnh cho cái màn hình nhá. Sao lóa thế nhỉ? Đây các bác nhá. Đôi loa là sử dụng bát neo và chép neo nhá. Đây. Đây là phân tần bên trong này. Được cái tắt bớt điện xem nào. Điện ngoài này này. Ngoài này. Các bác đợi tí nhá. Tắt bớt điện để soi vào cái điện thoại cho rõ. Lóa quá.
Tắt cái điện màu này đi này, màu trắng này này. Bật bật màu trắng lên, bật đấy lên đi. Đợi tí có bao nhiêu hàng hóa rồi chị. Cho uy tín lên. Cho các bác xem luôn. Đây, sơn loá đấy nhỉ. Nó tóm lại là bên trong là cái đôi loa đấy sử dụng bát từ neo côn 76 các bác nhé. Và phân tần bên trong sử dụng phân tần 6012 này. Đấy, loá quá cơ. Đây các bác nhìn rõ là đây, bên trong sử dụng bát chép từ neo các bác nhá. Đấy. Đây, rõ rồi này. Ok chưa các bác? Đấy. Bên trong một đôi loa đây, phân tần 6012 nhá. Em cho xem nội thất của con súp luôn nhá. Đây con súp này. Đây, con súp bát của nó bên trong đây các bác nhá. Đấy, bát gân cao su này. Ok chưa các bác? Con súp đây mặt sau đây. Con súp của nó là nguồn xuyến 4 sò các bác nhá. Quay trở lại đi. Em mở nhạc cho các bác nghe nhá, đánh căng luôn nhá. Mất khoảng mấy phút đi. Các bác xem nhá. Chơi một dàn như này nhá luôn cho em. Bác nào mà muốn sắm karaoke gia đình ấy, chơi cái bộ này cho em nhá, hay luôn. Em xin dừng video nhá, liên hệ em để em báo giá cho các bác. Muốn mua lẻ thì em bán đấy nhá, giá chắc chỉ rơi tầm khoảng là 25 triệu quay đầu được các bác nhá. Tầm đấy, khoảng đấy quay đầu lại nhá, không hơn đâu các bác nhá. Đây, mua hàng điện cho em vào số điện thoại 585 72 nhá, nhà em có giao hàng toàn quốc nhá. Hoặc có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo nhá, chụp lại. Ví dụ các bác xem được cái video em giới thiệu là chụp lại gửi qua Zalo để em tư vấn mua hàng nhá. Thôi em xin dừng video nhá. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhá. Video mà hay các bác nhớ like và chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhá.